Xin giới thiệu các bạn. Đây mình làm một cuộc phỏng vấn ngắn gọn giữa một cái người bị ung thư cái vùng cổ và vòm họng. Thì người trong cuộc là chú An, chú Hùng và cô Vân. Thành cái mục đích của cái live show này á, cái video này á, là để chia sẻ một cái kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm này nếu mà đứng ở góc độ đó tôi nhìn tôi thấy tôi cũng cả rất là kinh ngạc vì cái khả năng mà tái tạo của cơ thể chứ không phải là thuốc men. Khi mà cơ thể chúng ta bị cung cấp mà đầy đủ năng lượng ấy, thì nó sẽ tự sửa chữa, tự hồi phục. Mà cái sự hồi phục đó chính cái khả năng hiểu biết của con người ấy, còn thua xa lắm. Cho nên do đó đây hôm nay ấy, xin giới thiệu những người trong cuộc để họ nói lại những cái điều mà họ đã chứng mắt. Đầu tiên á là xin mời chú An. Dạ, chào các bạn, tôi tên là An. Xin giới thiệu đây là em trai tôi cũng là bệnh nhân tên là Hùng và em dâu tôi tên là Vân. Thì có một lần tôi đi đến nhà đứa em thăm nó và phát hiện là nó rất là gầy gò. Hỏi nó đang ăn cái gì, nó nói là đang áp dụng phương pháp Osawa. Mà hỏi nó tại sao lại ăn, nói là lúc đầu nó bị viêm họng, rồi đi bác sĩ cho uống kháng sinh, uống riết cái chỗ vòm họng hạ họng thì sưng lên. Rồi đi khám thì bác sĩ nói là sau khi làm sinh thiết này kia, bác sĩ nói là đã bị ung thư. Cái nó sợ quá nên mới áp dụng phương pháp Osawa. Và áp dụng mấy tháng thì cái số ký từ 65kg đã sụt xuống còn 48kg. Thì nhìn thể xác rất là thảm hại. Thì tôi mới nói nó rằng thôi mình thử áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng để xem sao. Thì nó cũng đồng ý. Và bắt đầu từ hôm đó nó áp dụng theo phương pháp cân bằng năng lượng và thấy số ký từ từ lên dần. Và đến khi số ký lên khoảng 60 mấy ký thì sức khỏe thấy cũng khỏe dần. Và đi nội soi lại thấy cái khối u trong cổ họng nó cũng teo dần. Và sau đó thì về nhà tiếp tục áp dụng ăn uống theo phương pháp cân bằng năng lượng và phát hiện là cái lưỡi nó bị sưng một bên. Thì có hỏi thầy Tám thì thầy Tám nói là cái đó là nó mình ăn uống đủ năng lượng thành ra cơ thể nó tự sửa chữa, thành ra là không sao. Và một thời gian thì nó xẹp bên sưng, nó xẹp và nó sưng phía bên kia. Sau thời gian thì nó sưng cái đuôi lưỡi nữa và nó sưng xuống ở dưới yết hầu. Sau một thời gian nữa thì hết. Và trong quá trình đó là phát hiện ra trong cơ thể có một cái luồng nhiệt nó cứ râm ran tê tê giống có kiến bò vậy, cứ chiều chiều thì nó tê tê. Rồi cũng hỏi thầy Tám thì thầy Tám cho biết đó là cái nguồn thần lực. Thì có hướng dẫn, thầy Tám có hướng dẫn là mỗi lần mà có nhiệt nó lên trong người gì đó thì mình luyện khí thì nó sẽ giảm nhiệt. Thì trước đó vì không biết nên cứ để cái luồng khí nó cứ tồn tại ở phía ngực. Một thời gian thì cũng đi chụp phim phổi thì phát hiện là bác sĩ nói là có mấy cái vết nám và bác sĩ phê là đã bị tổn thương một số và thậm chí nói là di căn phổi. Và sau đó thì tiếp tục về nhà áp dụng phương pháp cân bằng năng lượng tiếp. Và một thời gian thì cái nguồn và luyện khí để cho cái nguồn nhiệt đó nó lên trên não. Thì lúc đó thì mỗi lần mà nhiệt nó tăng lên thì đi luyện khí thì nhiệt độ nó sẽ giảm và cái luồng nhiệt đó nó đi lên não, nó hết có bị sốt. Và sau một thời gian thì thấy cũng sức khỏe tốt dần lên. Và đến bây giờ thì nó
ăn ngon, ngủ ngon và sức khỏe thì tăng khoảng được 64-65 kg đó. Xin thưa các bạn, phương pháp cân bằng năng lượng thì rất là hiệu quả. Và xin cảm ơn chú An. Xin giới thiệu cô Vân. Cô là người phụ nữ mà đi sát với lại căn bệnh của chồng từ đầu tới cuối. Cô giống như là một cái người nhân chứng và cô hiểu rất rõ cái quá trình mà xảy ra của căn bệnh này. Nhất là trong cái thời gian mà cái tế bào của chúng ta mà tái hồi phục cái cuống cổ họng á, trong cái lưỡi á, là một cái quá trình đối với tôi thấy rất là kinh khủng. Và cô là cái người theo dõi chính xác về ăn uống, về giấc ngủ, theo dõi mọi cái giống như là một cái người bác sĩ trực tiếp với lại căn bệnh. Cho nên cô có nhiều cái hiểu biết về cái này. Và nếu mà qua cái phương pháp, qua cái live show này á, và nếu các bạn có những cái thắc mắc về cái bệnh này, có thể cô với chú có khả năng để giải quyết thích cho các bạn, chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm này. Xin mời cô Vân. Chào các bạn. Mình là Vân, vợ của Hùng, là người bệnh. Thế khi mà cái sức khỏe áp dụng cân bằng năng lượng là sức khỏe nó bình phục lại thì nó bắt đầu nó sửa chữa. Nó sửa chữa, hiện bây giờ đang sửa chữa cái lưỡi. Trước đó đầu trước thì sửa đầu, trên đỉnh đầu, tức là đau trên đầu nhiều điểm. Xong rồi nó chạy từ xuống cái vùng cổ, xong rồi xuống tới đến cánh tay. Nó sửa khoảng một lần hoặc khoảng từ 2 tuần tới 3 tuần. Xong thì nó sửa từ bộ phận. Cái hiện tại bây giờ là đang sửa chữa cái lưỡi. Cái lưỡi thì khi mà cái lưỡi nó sưng thì cái đầu lưỡi mình nó giật méo ở một bên. Mà đi khám bác sĩ thì nhờ bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói là bình thường, không có chuyện gì hết. Đó. Cái khi chỉ có mình biết thôi, tại vì mình chăm sóc ảnh là 24/24. Con có kể là một lần chú bị ói ra máu. Dạ. Có lúc cái bữa đó là 11 Tết, là đêm đó về cái là ảnh ho nhẹ nhẹ thôi, tự nhiên ra một cục máu, rồi cái bắt đầu ho liên tiếp khoảng trong vòng một tiếng đồng hồ ra khoảng cái chén máu, mà không biết, cứ mình sợ luôn, sợ định tính nhập viện, nhưng mà ráng coi làm sao mà nhìn vô thì không có chất chảy, mà máu thì cứ ra liên tục, ra tới khoảng từ 12 giờ, từ 10 giờ tới khoảng 12 giờ đêm nó mới ngừng. Rồi từ đó là sáng là bình thường rồi, không có một cái vấn đề gì trong người đó. Cái vùng máu mà nó bị tống ra ngoài đây á, là cái vùng máu mà những cái vùng tế bào bị bệnh ở trong cái vòm cổ họng. Dạ. Khi mà nó tống ra được, tức là những cái chất mà gây bệnh á, nó được đẩy ra ngoài. Thì bây giờ theo cô nhận xét á, cái sức khỏe của chú thì bây giờ cái bệnh nó vẫn đang tiếp tục hồi phục, chứ chưa phải là hết hẳn. Nhưng mà về cơ bản cô thấy là chồng của cô có khỏe hơn, khỏe hơn lúc mà chưa bệnh nhiều luôn. Bây giờ bản thân của chú á, chú thấy là cái sức khỏe của mình á, mình có hy vọng là mình không còn bệnh nữa không? Đang tiến triển tốt lắm, khỏe. Lúc trước là bình thường là 61 kg, mà bây giờ lên tới cái bệnh 61 kg, mà bây giờ lên tới 65 kg rồi. Thế thì nó vượt qua cái hầu khỏe là 4 kg. Yeah. Và như vậy thì cái vấn đề ký lô ở đây là 1 kg của mình là khoảng 8,5 tỷ tế bào. Yeah. Bây giờ nếu mình tăng lên vậy thì nó vượt qua cái ngưỡng mà gây bệnh. Yeah. Và mình phải duy trì cái số ký này chứ không có để tụt xuống nữa. Và như vậy thì cô nói như thế nào về cái phương pháp cân bằng đối với lại căn bệnh ung thư này? Theo như là mình nghĩ là cái phương pháp của bên cân bằng năng lượng là rất là
hay theo bản thân mình thì mình tin tưởng hiệu quả, hiệu quả nhiều. Lúc mà khi mà chưa có phát bệnh đó là cái mà giấc ngủ là ngủ khó ngủ, thì bây giờ là ăn ngủ rất là tốt, ngủ ngon, khỏe, sức khỏe là nó bình phục hơn nhiều hơn lúc mà chưa bệnh luôn, chưa bệnh luôn. Ồ. Dạ. Cái chuyện này thì cũng chính cô nói thì tôi mới tin, chứ còn nếu mà anh chàng nói tôi cũng không tin nổi. Dạ. Tại vì cô là cái người biết rõ từ đầu tới cuối, cô xác định là bây giờ sau cái trận bệnh chữa hồi phục phần nào á, thì bây giờ sức khỏe là tốt hơn cái hồi chưa bệnh. Dạ đúng rồi, bây giờ là tốt hơn nhiều, chỉ còn là cái phần cuối cùng là sửa chữa thôi. Mới lửa giờ em lại không làm, nó lâu anh không được. Nói chung bây giờ cái phương pháp này sau khi mà khỏi bệnh rồi á, là phải thay đổi hẳn cái chế độ ăn hồi trước. Dạ đúng rồi. Cái chế độ ăn hồi trước là nó đưa cái sức khỏe mình tới chỗ cùng. Dạ. Bây giờ nếu mình tiếp tục mình ăn theo cái cũ, cái hồi xưa thì cái bệnh mình vẫn tiếp tục tái diễn. Cho nên bây giờ dù muốn dù không mà là phải tách ra, rời bỏ cái chỗ cũ đó, cái thói quen cũ đó, và ăn theo cái mà cái cơ thể mình cần. Tức là mình nghe cái cơ thể mình, cơ thể mình thèm cái gì thì mình ăn cái đó. Giống như hồi trước chú cũng quen ăn cái cũ, ăn những cái tô phở đồ vô là bắt đầu nó khó thở, mệt, đúng không? Nhưng bây giờ bắt đầu cô điều chỉnh lại. Bây giờ chẳng hạn giờ cô nói về trường hợp như một ngày chú ăn như thế nào, cô kể thử một ngày coi. Buổi sáng thì ăn nhẹ thôi. Ăn nhẹ là ví dụ chẳng hạn như cái gì? Xôi chè ăn sơ rồi bắt đầu là uống sinh tố, rồi bắt đầu khoảng 10 giờ về là uống rau má. Rau má thì một tuần lễ là uống chỉ có 3 ngày thôi, uống tới buổi trưa là ngưng. Rau má là phải bỏ đường ngọt. Rồi bắt đầu trưa là uống sữa, ăn đồ nhẹ nhẹ, bánh kẹo đồ ngọt không à. Rồi tới có bữa là không có ăn cơm trưa luôn. Rồi tới chiều là có bữa thì ăn phở, cũng ăn ít thôi chứ không ăn nhiều, mà ăn lạc lắm. Giờ không có cái lưỡi như là nó sữa rồi, nó tự mình ăn lạc chứ khỏi cần ăn mặn ăn được. Ăn mặn là vô là nó bỏ dạ, cái lưỡi là giống như bị phỏng rồi đó. Tức là cái lưỡi mình nó đã tẩy rửa cái muối hồi xưa hết rồi. Dạ, dạ. Bây giờ cho nên nó buộc cái miệng mình phải ăn lạc chứ dạ, không có được rồi. Ăn mặn như xưa nữa. Ăn vô lưỡi ra nó đau, mình như nó bị phỏng. Do giận mặn cũng được. Thì bây giờ chẳng hạn như cô thấy là cô có tự tin về cái sức khỏe của chồng là sẽ không còn bệnh, không còn tái bệnh nữa không? Dạ tự tin lắm. Tự tin về cái cân bằng năng lượng này dữ lắm. Không, tự tin vào cái sức khỏe của chồng á. Dạ. Chưa làm biến đi dạo, bây giờ hai mày già đi dạo hoài. Vậy là hạnh phúc rồi, vừa hết bệnh mà vừa hạnh phúc hơn đúng không? Tối là đi khoảng tiếng hồ, 2 tiếng hồ ngoài đường thì mới về nhà. Khỏe nhiều lắm rồi. Như vậy thì qua cái câu chuyện này đó, thì hai vợ chồng của cô Vân á, là cũng có rất nhiều kinh nghiệm về trong cái căn bệnh này. Cái khả năng mà tái tạo cơ thể là một cái điều rất là kỳ diệu. Khi mà mình cung cấp đủ cái năng lượng cho cơ thể thì cơ thể chúng ta sẽ tự động tái tạo ra lại. Và cái bệnh ung thư này đó, giống như chú kể đó, là cái mỗi buổi chiều vậy á, là trên cái vùng ngực, cái vai á, là nó nóng, nó châm, nó chích. Dạ đúng rồi. Mình kể rõ cái nó xuống từ lòng bàn chân, từ lòng bàn chân xuất phát. Rồi khi mà áp dụng cái cân bằng này thì cái thần lực ở trong người bắt đầu nó dịch chuyển, nó lưu thông trở lại. Thì cô Vân có thể nói thêm cái phần chỗ này không? Dạ, từ khi mà cơ thể ảnh mà phục hồi á, thì nó có cái luồng mà năng lượng cái nóng mà từ với lòng bàn chân á, nó nóng giống như là sốt vậy đó, nóng nó chạy đi lên tới luồng xương sống, nó đi lên từ tới mà ở sau cổ cho lên tới đỉnh đầu, chỉ có ở những vùng đó mới nóng thôi, còn toàn bộ cơ thể mình đo nhiệt độ thì nó xanh hết.
Như vậy thì xét cho cùng á, cái nhiệt lượng ở trong người mình nó phải lưu thông. Còn hồi trước là nó không lưu thông được, khi nó lên tới cái vùng cổ, vùng ngực á, nó bị cản lại. Lúc đó là thở không được. Nó cản lại cho nên do đó nó mới gây u, gây bú ở trong cái vùng cổ. Và khi mà bắt đầu mà điều chỉnh lại cái cơ chế cân bằng á, thì cái nhiệt nó bắt đầu nó lưu thông trở lại. Từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Và như vậy thì cái gốc mà để sinh ra bệnh ung thư là cái nhiệt lượng nó không lưu thông một cách bình thường. Và nếu mà nó không lưu thông cách bình thường vậy thì cái chất mà để giải nhiệt, cái chất mà giải nhiệt ở trong cái nhiệt năng này đó là gốc của đường. Cho nên khi mà không có đường thì cái nhiệt năng nó không quá giải được, và do đó nó tích tụ lại. Và khi nó tích tụ lại thì nó tích tụ cái vùng nào thì cái tế bào vùng đó sẽ bị tổn thương. Và những cái người mà bị ung thư đó, thì nếu mà điều chỉnh cơ chế cân bằng thì có thể vượt qua, và không phải tốn thuốc, không phải cắt mổ, không phải chịu một cái tổn thương nặng nề sau khi mà em phương pháp cắt mổ. Và bây giờ các bạn nhìn thấy đó, chú Hùng đó thần sắc rất là khỏe mạnh. Nếu mà nhìn bên ngoài không thấy là không có thể nói là biết được cái chứng bệnh gì hết. Vậy thì bây giờ cái chương trình tới đây cũng xin kết thúc. Xin chào các bạn.